Các bạn đang nghe Cấy Nền Radio, kênh phát thanh của hệ sinh thái Cấy Nền. Đây là chuyên mục Cấy Nền Vạn Hoa, nơi chia sẻ những cảm nhận muôn màu về cuộc sống trên tinh thần bình đẳng, hồn nhiên, thẳng thắn, tích cực. Các bạn thân mến, cấy nền không làm cho cấy nền, mà dựng xây xã hội bằng tình yêu nồng nàn với quê hương, xứ sở. Có lẽ đó chính là sức hấp dẫn lớn nhất mà cấy nền mang lại với nhiều người, từ những em bé 7 tuổi đến những bậc thức giả đáng kính 70, 80. Những xúc cảm dạt dào và hơn hết là nguồn nội lực lẫn trí tuệ của mỗi thành viên cấy nền đã tạo nên sợi dây kết nối với nhau để tiếp tục tạo giá trị cùng nhau trên hành trình sống của mình. Hôm nay, Cấy Nền Vạn Hoa xin gửi gắm tâm tình của một bạn học sinh lớp 11, Tâm An, thành viên ban tổ chức chương trình Cấy Nền Quảng Trị. Để thêm một lần nữa, ta thấu cảm hơn về sức sống của cấy nền trong bạn và trong chính chúng ta. Mời các bạn cùng lắng nghe nhé! Vậy là đã hơn một tháng từ ngày Cấy Nền Quảng Trị được diễn ra. Tâm An 16 tuổi lúc ấy, nay đã vừa bước qua tuổi 17 với đầy những ước mơ, hoài bão và niềm vui, niềm hạnh phúc. Dù vậy, em lại luôn thấy mình gần mọi người hơn bao giờ hết, vì dường như mọi hoạt động của mọi người đều hiện hữu trước mắt em, làm em cứ ngỡ mình vẫn đang được tham gia cùng với mọi người. Qua một tháng, em cảm thấy mình đã và đang chiêm nghiệm ra thêm nhiều điều mới, gạt bỏ được nhiều thứ hơn, và hơn hết, đó là tâm hồn em cảm thấy vui hơn, an tâm hơn. Thú thật, được biết cấy nền, được làm việc cùng cấy nền, em thấy thật tuyệt vời, vì bản thân được đón nhận thêm nhiều điều tích cực, được nhìn thấy các cô, anh, chị sau cấy nền vẫn tiếp tục đi trên hành trình lan tỏa những giá trị tích cực đến cuộc sống. Bất chợt, em cảm thấy bản thân được sống cùng với mọi người, được yêu đời theo và nhận thấy đây là dấu hiệu cho bản thân rằng cần phấn đấu và học hỏi để có thể lan tỏa thêm nhiều giá trị tích cực đến nhiều người hơn. Điều đọng lại sâu sắc nhất trong lòng em chắc chắn đó là sự hồn nhiên. Không hiểu sao em lại yêu hai chữ hồn nhiên đến như vậy. Có phải chăng đó là liều thuốc ngọt ngào và nhẹ nhàng nhất đối với em hiện tại? Trước đây, những điều to lớn hay nhỏ nhặt nhất, em luôn cố gắng nhét hết vào mình. Có vẻ em quá nhạy cảm với cuộc sống, nên trước kia cuộc sống không màu hồng và dễ thở như em nghĩ. Nhưng với hiện tại, ngay lúc đọc viết những dòng chữ này, em thấy yêu đời hơn ai hết. Mọi nỗi buồn dường như tự hòa mình vào những niềm vui nhỏ, niềm vui to của em. Thật vui, thật hạnh phúc và thật hồn nhiên. Bởi vì từ giây phút đặt tay xuống để viết ra những dòng cảm nghĩ này, trong đầu em cứ vẩn vơ mãi hai chữ hồn nhiên. Thầy ơi, em yêu sự hồn nhiên này đến lạ kỳ. Em đã thôi buồn, thôi để ý quá nhiều thứ. Em bắt đầu yêu những thứ nhỏ nhất trong cuộc sống. Khi được mẹ mua kem, được ba khen những dòng chữ em viết nghe thật hay, được nói chuyện với nhiều người, được công nhận những sự cố gắng. Ôi, cảm giác thật tuyệt vời làm sao! Khi cuộc sống không màu hồng như hồi em còn nhỏ, nhưng lại ngập tràn những niềm hạnh phúc và sự vui sướng. Lòng em vui và hạnh phúc như lúc giây phút nhà thơ Tố Hữu tìm ra được mặt trời chân lý cho bản thân. Vì đối với em, mặt trời chân lý đó chính là sự hồn nhiên. Em thật sự mong rằng cấy nền sẽ mãi tiếp tục lan tỏa đến thêm nhiều người nữa, để nếu có ai đó giống như em cũng sẽ cảm được ý nghĩa của sự hồn nhiên, cảm được tình yêu thương vô bờ bến của gia đình cấy nền và cảm nhận được những bài học quý báu từ thầy. Chỉ ước bây giờ những dòng chữ này có thể hóa thành hành động để em có thể chạy đến ôm mọi người một cái thật chặt, vì bây giờ trong em cảm thấy thật lâng lâng, thật khó tả. Nhớ gia đình cấy nền Quảng Trị nhiều lắm, Mong rằng sau này có cơ hội gặp lại, em sẽ được gặp mọi người, được nói chuyện, được cảm cái bầu không khí tuyệt vời cùng gia đình Cấy Nền thân yêu. Cuối cùng, em muốn cảm ơn Cấy Nền nói chung và Cấy Nền Quảng Trị nói riêng đã giúp mọi người được gần nhau thêm một chút. Xin cảm ơn sự xuất hiện của mọi người tại Cấy Nền Quảng Trị. Em xin cảm ơn thầy, giáo sư Phan Văn Trường đã đến Cấy Nền Quảng Trị và gieo một hạt giống rất an yên trong lòng em. Em xin cảm ơn các cô, anh, chị vì đã truyền cảm hứng cho em về một tương lai phải làm việc để tạo nên giá trị tích cực hơn. Và hơn hết là cảm ơn những người bạn có duyên gặp nhau ở Cấy Nền và vẫn tiếp tục ở đây đến giây phút này. Em yêu mọi người rất nhiều và hẹn gặp mọi người ở một ngày nắng đẹp hoa sẽ nở. Cảm ơn cô gái Tâm An 17 tuổi, cái tuổi bẻ gãy rừng trâu về những chia sẻ thật hồn nhiên của mình. Hãy luôn giữ năng lượng của mình cho hành trình dài phía trước, em nhé. Non nước yên bình, khắp nơi chung lòng, mình về nơi đây, cái nghề